Truyện ngắn Một truyện ngắn không thành, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Huỳnh Minh Hiền. Người ta tìm anh làm chứng cho vụ cháy khuya rồi. Một cửa hàng vải đã thành tro lúc giữa đêm. Thủ phạm là nhóm người vô gia cư, gồm một người đàn bà khô như củi, một đứa trẻ đang tập đi và một con chó già. Suốt tháng qua dạ dật trước cửa hàng, người đàn bà đã bật lửa nấu cháo, để lửa bén vào tấm thảm chùi chân trước khi cái lưỡi gian xảo của nó luồn qua cửa sắt, liếm láp dải dốc đầy nhóc bên trong. Ở đồn cảnh sát, chị ta dập đầu vào tường tới tươm máu, nói đó chỉ là lỗi vô tình. Anh không nhìn thấy lúc lửa đâm ngọn, nhưng anh có thể kể một cách chi tiết mấy lần lời qua tiếng lại giữa chủ cửa hàng với nhóm người vạ vật hàng hiên nhà mình mới bữa trước. Luôn đợi người ta đóng cửa mới kéo tới ngủ và rời đi lúc hừng đông, nhưng sáng ra luôn để lại dấu vết, mấy bãi nước đái trẻ con và chó, những cọng mì tôm khô quắt lại, mớ rác vụn, vệt dầu ăn. Xin chuyện ở chỗ đó, chủ nhà càng đuổi, họ càng trơ mặt ở lì, khó tìm được một chỗ có cái mái che rộng, lại sẵn vòi nước để tắm giặt. Tiến lại lời qua, chuyện thường xảy ra bên kia đường, ngang với nơi anh ngồi trông chừng xe cho khách. Hết thảy ở đây là sự thật. Anh nói lúc ký tên vào lời khai, thoáng nghe người đàn bà kia bị trói lơi ở góc phòng, hát u ơ cho con ngủ. Có thể đứa nhỏ sẽ được đưa vào trại mồ côi trong lúc bà mẹ thụ án, và con chó, nó sẽ chết nay mai thôi. Ở cái tuổi chậm lục, nó không có cách nào kiếm miếng ăn như những con chó hoang khỏe mạnh khác. Anh nghĩ vậy. Lúc bước ngang qua cái gia đình sắp phân mảnh đó, bước ra khỏi đồn cảnh sát, vươn vai sảng khoái nhìn lên trời. Anh tin sự thật mình chọn làm sứ đồ vào năm anh 11 tuổi. Thằng nhỏ ấy nửa đêm vạch cửa sổ ra đái xuống ngọn chanh tàn tạ vì hứng chịu nước tiểu con nít đêm đêm, đã nhìn thấy một cái bóng tuôn ra từ phòng của mẹ, vai khuỳnh lưng gấu, thuần thạo truyền trên nhánh me de gần đó, và ngay sau chạm đất còn ngó lại căn phòng. Anh kể với cha mình những gì mình thấy sáng lại, ông từ biển trở về. Mẹ anh nói có thể là trộm thôi bằng cái giọng vô vọng, bởi chính mẹ cũng không thể chứng minh được, nhà không mất gì, không có sự xáo trộn nào. Sau hôm ấy, anh không còn sống với mẹ nữa. Thỉnh thoảng, anh đi ngang xe nước mía mẹ đặt trước nhà lòng chợ. Mẹ lấy chồng, một người đàn ông lòng khồng và đẻ hai đứa con gái gầy tông. Năm ngoái, lúc hấp hối bên nhà mẹ có nhắn anh ghé qua. Nhưng anh từ chối. Anh sợ mình mũi lòng trước giây phút cuối đời của mẹ, phải xác nhận lại tình huống đêm trăng đó. Gã nọ chỉ là một tên trộm và không hề có chuyện gã nhìn lại căn phòng mẹ huýt sáo. Mình sẽ phản bội sự thật, anh nghĩ vậy, và nán chờ tới lúc bên nhà mẹ báo tang, nhìn cái thân hình mỏng cờm của người bị ung thư phổi đã nằm gọn trong áo quan. Tự dưng anh nhớ ba mình từng quăng quật mẹ như một gói gòn. Cơ thể đó còn nhẹ hơn tiếng gầm của người đàn ông miền biển. Chẳng có ai ăn trộm mà đi hít khoa hít sáo. Anh cũng nhớ ánh mắt mẹ ngó anh khi bà gượng dựng dậy thân xác tả tơi khi ấy và cả sau này. Mình đâu có làm gì sai, mình chỉ kể đúng bon những gì đã thấy. Ý nghĩ đó mạnh đến nỗi anh thấy mình chẳng cần phải làm gì.
chỉ đi theo lời thì thầm của nó, ánh sáng của nó là đã đúng đường. Anh là người được chọn, rõ ràng, là dấu chấm chắc nịch kết thúc những hoài nghi, lưỡng lự, những khả năng bị bỏ ngỏ. Chuyện người đàn ông đêm trăng là một thử thách. Anh đã vượt qua và không phải tự dưng mà suốt về sau anh luôn gặp chuyện khiến mình phải đứng ra làm nhân chứng. Bạn học té lầu sau cuộc nô giỡn. Anh không ngần ngại chạy thẳng lên phòng giám hiệu nói đó không phải là tai nạn. Giữa giờ các bạn cự cãi ở sân cầu. Chỉ riêng chuyện đó, anh không biết xếp vào dạng lớn hay nhỏ. Anh nghĩ làm chứng bà hàng xóm trộm gà hay chiếc xe bò lấn đường gây tai nạn là những chuyện lặt vặt không đáng kể. Hoặc vì chúng xảy ra thường xuyên quá nên anh thấy bình thường. Nhưng có những chuyện động trời đến chính anh cũng ngợp, như hồi làm sai vặt ở đoàn kịch. Một người đã dãy chết ngay trên sân khấu bởi viên đạn bay vào lúc diễn. Gã diễn viên dập đầu kêu oan rằng lỗi của hậu đài, rằng gã không bao giờ mất nhân tính tới mức đó. Gương mặt tuyệt vọng đầy nước mắt của một diễn viên hạng A đã chẳng thể nào ngăn nổi lời khai của anh với điều tra viên. Gã với nạn nhân đều si mê cô diễn viên trẻ mới nhập đoàn. Anh đã vô tình chứng kiến họ dọa lấy mặt nạ nhau vào cái ngày phát hiện ra mình không phải là tình nhân duy nhất. Nhưng vụ té lầu hồi trung học, tưởng chuyện con nít lại không giống. Đứa bạn cùng bàn đã xuất viện vào tuần sau với cái chân bó bột. Thằng mà anh tin rằng đã ra tay đẩy bạn bị đuổi học 3 ngày và nó không bao giờ trở lại trường nữa. Nó đã nhảy xong tránh đòn đánh của cha dượng. Người ta tìm thấy nó mắc trong một miệng đái gần biển. Anh thi thoảng nằm mơ thấy bạn trung học yểu mệnh đó, một giấc mơ khó chịu, vờm miệng trống quát với cái lưỡi bị tôm cá rỉa sạch. Bạn ngó anh như uống như nuốt vào ánh nhìn hỗn độn, tan nát, oán hờn, kêu cứu, bao dung, thù nghịch hoặc tất cả những thứ tình cảm trên đời. Chúng dồn vào trong mắt. Ánh nhìn sao chép lại ánh nhìn của mẹ anh và cùng nhiều người khác nữa. Nó khiến anh bực bội trong chim bao. Cảm giác bực mình còn lãng vãng cả khi anh tỉnh giấc, khiến anh có chút thẹn với sự thật. Không phải ai cũng được chọn. Giấc mơ đó không biết khơi ngọn từ đâu. Tuyệt đối chẳng bao giờ anh để lệch một nhịp tim khi nghĩ về quá khứ. Cả cái lần gặp gã diễn viên xưa, giờ thành một ông chủ có tiếng trong giới nhà đất. Nhờ ông mà tôi được 7 năm rưỡi ăn cơm tù. Gã nói và ném cái chìa khóa ra một quãng, để anh hí húi cúi lợm, đưa xe đi vào bãi. Nhưng anh bình thản làm công việc cần làm của một bảo vệ quán ăn, đường hoàng trở lại trao chiếc chìa khóa cho chủ nó, kèm theo một nụ cười niềm nở. Anh chẳng chút mặc cảm công việc của mình và cả đời sống cô độc sau một vài mối nhân duyên lỡ dở. Anh còn tưởng mình phải chịu khổ hạnh nhiều hơn, bi thương hơn nữa. Một người nhặt rác, vô gia cư, mắc bệnh hiểm nghèo, cho nên chút thiệt thòi này còn quá ít trong cuộc đời của một kẻ mang sứ mệnh.